Rất nhiều người từng tâm sự với tôi về sự ấp ủ của một giấc mơ hành hương ở những vùng xa xôi như Nepal, Tây Tạng, những dãy núi Himalap Sơn, nhưng lại chưa đủ điều kiện để đi. Phật Pháp nhiệm màu, khi bạn không thể đến những nơi ấy, thì những nơi ấy sẽ có thể đến với bạn. Bạn không cần đi xa, không cần đắn đo về thời gian, vì ngay tại đây, tại đất nước thân yêu của chúng ta, đã có một nơi tuyệt đẹp, mang đầy màu sắc văn hóa tâm linh của những vùng đất thiêng liêng. Một nơi ấm áp, tràn ngập tình thương con người, với bao giọt nước mắt hạnh phúc, cùng với nụ cười tỏa sáng tràn đầy năng lượng. Một nơi sưởi ấm tâm hồn, một nơi để ta có thể trở về. Tina xin chào mọi người và đây là xe Boogie, bạn thân của Tina trong những ngày ở Something Hills để có thể chở Tina đi lòng vòng khu du lịch Something Hills Đà Lạt. Và Tina sẽ chia sẻ với quý vị toàn cảnh cái khu Something Hills Đà Lạt có những cái gì nha quý vị. Ok, come on! Hello, Tina xin chào mọi người và hiện bây giờ chúng ta đang có mặt ở ngay cái cổng mây. Được gọi là cổng mây vì có lẽ là cái hình dáng của nó rất là giống một cái cục mây. Đây là điểm nhấn kiến trúc tượng trưng cho sự vô ngã. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong. Giờ này là buổi trưa, chắc là mọi người cũng đi ăn trưa hết rồi. Trong cái lúc mà mọi người đi ăn trưa thì Tina lại đi quay. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tới nơi check-in. Người ta gọi là cái gì nhỉ Tấn? Nhận smile hả? The smile hả? Chúng ta đã tới welcome zone, the smile, nụ cười. Đây, sảnh đón tiếp khách lưu trú nha mọi người. Bây giờ là mình chuẩn bị tới cà phê Chiếc Lá. Tina thấy cái tên cà phê Chiếc Lá rất là dễ thương. Yeah, và chúng ta tới cà phê Chiếc Lá quý vị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào và xem chúng ta có cái gì để ăn nhá. Xin chào. Và trong cà phê Chiếc Lá có rất là nhiều người rất là dễ thương, những cô bé phục vụ và nhân viên cực kỳ dễ thương. Đây, chúng ta ở đây có thể lựa các loại bánh, bánh chay, nhìn rất là ngon. Và bây giờ chúng ta có thể lựa một cái món nước. Và có thể là Tina sẽ lựa một cái nước trà bình minh. Ok, mình có thể uống thử trà bình minh nhé quý vị. Rồi, mình đã order nước rồi, bây giờ mình sẽ qua tham quan cà phê Chiếc Lá nha. Trong cà phê Chiếc Lá có rất là nhiều cái ghế màu sắc khác nhau, nhìn cực kỳ chill và dễ thương. Chuẩn bị đi qua dốc Yên Ngựa. Và sau cái khúc dốc Yên Ngựa là khu tâm linh của chúng ta. Yeah, chúng ta đi. Come on.
rồi và chúng ta đã tới Dharma Shop. À, chúng ta thử vô xem có cái gì trong đó nhá. Chuẩn bị vô một cái lễ rất là lớn. Ladies and gentlemen, please continue giving a huge round of applause the cutting ceremony, ribbon cutting ceremony of Sam Thế Linh Vietnam. Xin mời quý vị cùng đếm. 3, 3 2, 2, 1, 1, start! Chào mọi người. Bây giờ là Tina đang có mặt ở ngay đối diện chánh điện. À, hơi ồn với lại gió nó cũng thổi rất là nhiều, cho nên là cái tiếng có thể là nó sẽ không có được rõ lắm. Ngay chỗ này mình có thể chiêm ngưỡng được cầu bàn tay rất là vĩ đại, rất là đẹp. Và ở đằng sau là Đức Phật Di Lặc, là một vị Phật tương lai. Trời đất ơi, đi có chút xíu mà mệt quý vị ạ. Mà cái đó là chưa có đi hết đâu nha. Và lại Tina cũng chỉ giới thiệu ngắn gọn, từng chút vậy thôi. Chứ nếu mà quý vị thực sự muốn trải nghiệm á, quý vị phải mất thời gian rất là nhiều. Và cái thời lượng của video của mình nó cũng chỉ có giới hạn. Và tiện đây Tina cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều với những cái món quà của quý vị tặng cho Tina rất là dễ thương. Tina rất là trân trọng. Bây giờ Tina xin tạm biệt quý vị khán giả nha. Bye!